Tình yêu luôn được thể hiện theo nhiều cách. Sẽ có người yêu thích được chồng hay là người yêu tặng cho những món quà đắt tiền. Đó là hạnh phúc. Nhưng mà cũng có nhiều người cảm thấy hài lòng với những điều nhỏ nhặt và sự quan tâm không cần phải nói ra thành lời. Đoạn clip sau đây sẽ khiến cho mọi người ngưỡng mộ tình cảm của anh chàng này dành cho vợ của mình. Nội dung câu chuyện được tài khoản HN chia sẻ là anh mình các bạn ạ. Ngày chưa có vợ thì trầm tính, ít trò chuyện, thế mà lấy vợ vào là mồm mép như tép nhảy, lại còn yêu thương vợ hết lòng. Nên mình mới biết anh mình ga lăng, quả lâu yên xe cho vợ ngồi trước như nước cất. Đây đúng là anh mình xuống nhà mình, vừa đi làm ngoài biển về chưa kịp tắm rửa thì phải chạy xuống nhà mình luôn. Kèm theo lời tâm sự này là bức ảnh anh chồng đang mặc áo, bỗng nhiên cởi ra và lau sạch yên xe cho vợ, rồi mặc lại. Hành động vừa buồn cười vừa đáng khen ấy lập tức được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Bạn thật là may mắn khi lấy được một người chồng như anh ấy. Ước gì thì chồng mình cũng được như vậy. Đàn ông như vậy thì ai chả ước, hạnh phúc chỉ cần đơn giản vậy là đủ. Bài viết đã thu hút rất nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ của các bạn nữ. Vậy hành động lãng mạn nhất mà người ấy đã từng làm cho mọi người là gì? Hãy cùng chia sẻ với Sen Vàng TV nhé!